Rồi mình xin chào tất cả các bạn, tiếp tục mình xin giao lưu với anh em mình lô 32. Đây là một cái lô gồm hai cây và nó là cái dòng kim song hinh. Và cái dòng này hoa cũng đẹp lắm các bạn. Đây là cái giống công nghiệp. Công nghiệp nhưng mà nó có nhiều ưu điểm lắm nha. Giống này cũng đang phổ biến trên thị trường. Đây. Bây giờ đây là cây thứ nhất, mình sẽ quay một vòng cho các bạn xem. Đó. Do mình trồng ở trong rập ấy, nên cái phần này nó ra nhánh hơi yếu. Vậy bạn có thể khứa để chúng ta xử lý hoặc thôi ghép thêm. Đây. Đây là một cây hai thân nha. Tàn bo ngon lành. Vậy là vô chậu lớn hơn. Thêm vô nó ít phân là nó bung ra nữa, nhưng mà mình cứ nếu mà mình không uống mình rinh hoài nữa, nó có cái bánh tròn vậy rất là đẹp. Còn muốn uống thì uống. Vậy mình sẽ đo cái vành của nó, vành này khoảng 17, vành 17 nha. Rễ nở nữa các bạn, mai xem rễ nha. Vành 17. Vành 17 cao 30. À, cái này cây số 1 của lô 32. Vành 17 cao 30. Cây hai thân. Đây. Mặt tiền của nó là mặt này nè các bạn. Về mình vô chậu lớn với mình vô phân thì nó sẽ búng những cái chèo trong đây ra nè, nó mịt hết. Chúng ta lười thì ta để nó ranh hoài nữa, nó có nguyên cái tàn dù chơi khỏi uống mất công. Rồi cây tiếp theo đây. Cây tiếp theo cũng tàn, cũng tương đối giống cây lúc nãy. Cây này thì rễ có cọng lớn cọng nhỏ mà rễ nó cũng nở nè, đó thấy chưa, cũng đều nhưng mà cọng lớn cọng nhỏ, có cọng lớn quá đó, tàn kín tròn ngon lành luôn. Thằng mình mới rên xong á, để đằng sau nè, đằng sau nó có nhánh nhưng mà nó phát triển yếu nè, về bạn đưa ra nắng lại là nó lớn ra, nó cân đối cái tàn lại. Đó. Bây giờ hoành của và chiều cao của cây này nha. Hoành 21 à, khoảng 20 21. Cây này lớn hơn cây đầu tiên. Hoành 20. Cao 33. Đó. Đây. Hai cây này tàn cũng bo tròn đều nha. Rồi lô này lô 32. Này để hai cây lại cho các bạn xem. Tại mình trồng dày quá nên là cái cây này nó không có nắng nhiều nên nó hơi thưa đó. Nếu bạn về trồng qua nắng với lại vô đất vô phân cho nó thêm thì nó ra rất là nhánh rất là nhanh. Rồi mình giao lưu với các bạn lô này 900 nghìn nha. À, 900 nghìn bao gồm phí vận chuyển. Lô 32. Lô 32 giá 900 nghìn bao gồm phí vận chuyển, thông số các bạn đã nắm rồi. Nếu bạn nào ưng ý thì chốt gọi cho mình để mình xác nhận, mình không bán cho người khác. Đó. Rồi cảm ơn tất cả các bạn, hẹn các bạn ở những cái lô tiếp theo. Xin kính chào.